Hello, chào cả nhà kênh của Quỳnh Huyền Blog nha. Buổi chiều khách đến cũng cậu Nam buổi chiều bán hai cái bánh pizza cả nhà. Em đi em lấy cái nhang rùi. Đây là một khán giả của đi em. Trời nữa hả? Khán giả ở đâu vậy chị? À, đốt một cái đèn đó, lấy một cái đèn nữa đốt. Lấy hai hai lon đèn. Khán giả đâu vậy? Trước rất là long trọng nha. À, chị này ở An Giang. An Giang. À, quá ngon, quá đẹp. Quá hấp dẫn luôn. Quá hấp dẫn. Qua mình thấy cái bình hoa. Mưa từ cuối tuần một lên gần tới đây mới tạnh nè. À, lát em gọi anh cái nồi lẩu anh đem giùm em được không? Đem về dưới ai? À, Thái Tâm á. Ở đâu ta? À, chúc em nó. Đâu có chút gì. Thì chiều hôm nay là cũng với cậu hai cái bánh pizza chay. Sáng giờ là cũng chay còn hết chứ có chút nào đâu. Rất là to luôn, rồi tới rồi chai ngọt ngọt chua nè, bắp nghe cái gì, sữa ở trên là cái gì đó, rau củ nữa, rau củ quả, có một cái đèn ha. Con cây hả? Một cây ha anh ơi, tại vì có đèn mà. Anh đang chờ em chút nha anh Đăng. Em gửi anh này cái nha. Đúng rồi, phải nhắc ghế nữa. À, trả ghế cho cậu ngồi. Buổi chiều thì rồi cũng rất rất hạt mưa rồi đó nha. Cũng rất buồn. Cần ghế nữa không? Cần. Đây, đây. À, anh em cái nữa thôi, cái thằng kia được rồi anh. Cái nào mà gọi cái gì? Anh để anh nói với cậu luôn. Luôn. Cái pizza này pizza rất là ngon. Không mình nói mưa á, mưa buồn. Cần lấy mấy chai nước không? Em vô cái. Để lấy là chai nước. Lấy hai chai nước. Rất là tuyệt vời. Cái bánh đĩa này cũng rất là ngon nè mọi người. Rất vui á. Xin chào cô chú anh chị nha. Hiện tại bây giờ là ở trên Sóc Trăng anh. Bàn thờ của cậu là có hai cái cơm thế các bạn à. Thanh Long thì ở Ninh Thuận. Quýt thì ở Bến Tre. Quýt thì ở Bến Tre. Xài xài thì ở Tiền Giang, còn bông thì bông thì ở Đà Lạt. Đủ đủ ở đâu anh? Đu đủ thì ở Long An. Nước ngọt. Nước bay nước tại bích nước suối ở công ty sản xuất. Công ty sản xuất. Người lớn ai cũng thích á. Rau củ quả. Quá đẹp luôn nè. Thiếu cái chút chất thôi của chị ơi. Dạ thì giọng nói đó là của anh Thân Trần vậy. Thì cái pizza này nói đi rồi chai nha cô chú anh chị. À, cũng cho cậu hôm nay cũng toàn đồ chai không? Có cái giả vô mà. Thì một cái khán giả mà tặng cái pizza này là ai? Chị Ngọc. Tên rồi Ngọc. À, Tâm Sì Phố xin nói với các Hồng Ngọc. Chú anh chị là do một bà chị Việt kiều bạn nhờ một bạn YouTube mua thì cảm ơn chị đi, chị cũng giấu tên giấu tên hả? Ủa sao nghe nói chị Hồng Ngọc thì không biết có phải không, thôi bây giờ sẵn đây bây giờ một là cảm ơn chị Hồng Ngọc, hai là cảm ơn chị Hồng Ngọc. Chị Hồng Ngọc quá, chị Hồng Ngọc rất là tặng nhiều bông hoa dĩ ảnh đồ ha, hôm nay cho cậu ăn bánh duy già nữa, hai cái bánh rất là ngon cô chú chị ơi. Ở trên có cà có đầy đủ hết. Bánh pizza này ngon ha. Ngon lắm luôn á. Bánh pizza này chất lượng lắm á cô chú anh chị. Thì ngoài nè, bánh pizza ra nó với lại gói tương với lại gói cà nè cô chú anh chị ơi. Không với lại thì em cũng góp ý đều là cắm nhang rồi vậy là không có đuổi được rồi. Rồi để vô vậy nè. Không nó cũng cái tàn vô. Không để cũng được. Rồi, đó. Cái khói nó mới vô được trong này, để ngoài khói bay ra ngoài hết rồi. Mình quay vô là tàn nhang nó thì hơn chừng mà cảm thấy là để như vậy á thì cũng không được, mà để kia cũng được, thôi bây giờ để qua như vậy đi. Đó, nó vô luôn nè cô chú anh chị ơi. Gớt vô bánh đó, để sát sát vô. Thì thật sự nó đã rồi. Đúng rồi, phải vô rồi nó mới đi. Còn để ngoài là coi như là cũng như là không vậy đó. Sao mà hay dữ vậy ta? Có thở trên bánh nó cũng đậu vô kìa. Ở trên bánh pizza thì thực sự mà nói thưa cô chú anh chị, nó gồm có bắp, cà, dưa leo với là cái này là cái gì qua này? Trái cây đủ loại. Bông cải, cái này bông cải. Trái cây đủ loại được rồi. Bông cải, bắp. Rồi anh có biết là nguyên liệu làm cái đế bánh nó là cái gì không? Với lại nước sốt. Bột gì đó, bột mì á. Bột mì. Không, nhưng mà thích nhất là cái gì biết không? Cây xô nè, là cái bơ á, cái gọi là ở Việt Nam. Kêu là gì không? Cái này không có mayonnaise. Cái trắng trắng á, phô mai đặc biệt cái pizza này ăn ngon nhất là cái phô mai. Lúc mà sinh thời á không biết cậu có thích ăn món này không, chứ ai cũng thích ăn món này hết cô chú anh chị ơi. Không chừng hết ăn không hết quá thích món ngon à, đuổi cho cậu luôn nha, đuổi được bắt ăn nha.
có bình bông, hai bình bông, có bia Tiger cả nhà, bánh dưa đu đủ lớn này, nó có là một bánh chung sulite xay nhỏ, xay dừa, xay lớn, rồi bánh là bánh đế dày, đế mỏng, đế dừa, cái này là bánh đế dày, nước ngọt, xay máy này, xay máy, không có nước ngọt, nước suối, xay là, xay là, xay là, xay là, xay là, xay m, xay s, xay l ba, à, nếu mà ăn bánh pizza ai vậy đừng có nghe lời mấy anh YouTube nha quý vị, ăn bánh pizza mà quen biết rồi đó mà giống như là ăn béo sành sành điệu á, vì sao có cây đàn cày nằm giữa chỗ hai bánh gì đó, để cho cậu ăn này. Tâm sự phố xin kính chúc cô chú anh chị của mình chào mọi người nha, khỏe nha cả nhà. Cắt tiên chào mọi người nha. Thì ở trên bánh pizza mọi người cũng biết rồi đó, nếu mà cái dân thì review một lần nữa, ai tới đây phải không, đem lâu tới hả? Để review lại cái này thôi, không phải cô chú anh chị ơi, lầm mọi người lầm. Thì cái bánh pizza cái độ dày của cái bánh với cái hai nữa là cái này một lần nữa là Bường quay review toàn cảnh cho các vị khán giả mình xem đây, tại là mẫu của cậu đây, ngày cuối tuần buổi chiều rồi review một lần nữa cho cả nhà mình xem, sắp mà tới gần 100 ngày rồi. Sẽ khắc thêm chữ hình đẹp vào thế này, tại bộ cậu có cái đàn đèn bông cúc cả nhà, nhiều bức ảnh rất là đẹp đó nha, bộ của cậu quá đẳng cấp luôn. Chị ơi, hiện tại thì phát hiện anh Trần sẽ rõ ràng. Anh Trần đừng hít cái nào nha. Anh Trần đang đốt thuốc cho cậu làm ngồi thôi. Ngồi. Cậu nè, cậu bao la nè, ai muốn hút là xin lọc của cậu. Một ngày hai ba gói. Như cái nhà mình có mấy tấm hình. Ok rồi, cảm ơn chúc chị. Đây nè. Rồi cái đu đủ cũng còn, cái đu đủ mà hồi nãy cô Hồng Dung với lại Hồng Phượng đem lên kiểm còn ha. Thôi Bường kết thúc video đây cả nhà ơi, chúc quý vị xem video vui vẻ, nhớ ủng hộ đăng ký kênh và subscribe cho cậu Bường nha. Mà tại sao ở dưới này nha. Nó có cái ghế ra